Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay con tập tu ngày theo hạnh của ngày Thích Minh Tuệ. Con xin thử tập tu một ngày. Con tu một ngày, nhưng mà gia đình con là những người bố thí cho con. Gia đình con bố thí con rất là phân nì, rất là tiếu. Đây là thành phẩm gia đình của con cho con. Bữa nay con ăn giống như là con ăn lai ạt vậy á. Ngũ muối, chai nước, cây bánh với hai chai bích, ba chai bích, cái nữa, ba chai bích. Đây là cái chữ rất thật, rất thật ăn buổi chiều. Thầy Thích Minh Tuệ là rất thật ăn từ buổi sáng tới giấc trưa mà hay giờ ăn không ăn nữa. Con mà cũng ăn từ giấc chiều. Ăn vậy thôi, ăn đây ạ. Lúc nào cũng thấy sư phụ Thích Minh Tuệ rất là quý dũng. Hôm nay tập tu thử nửa ngày thôi. Xin lấy công đức của ngài Thích Minh Tuệ. Nam Mô Di Đà Phật.